Chào quý anh chị quay trở lại kênh Tử Vi Cổ Học. Kính chúc quý anh chị luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trong mỗi chúng ta, ai cũng mong muốn mình luôn có sức khỏe, may mắn, tài lộc và hạnh phúc trong cuộc sống. Những công việc hàng ngày cũng hướng về điều đó. Mỗi con giáp có những may mắn và được đón nhận tài lộc, vận khí khác nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau rằm tháng 9 âm lịch năm 2024, có 3 con giáp sẽ gặp may mắn vượt bậc, mở ra giai đoạn thịnh vượng và hanh thông. Không cần bon chen, cơ hội vẫn tự tìm đến, tiền bạc đủng rỉnh và sự nghiệp vươn xa. Quý vị hãy cùng chúng tôi khám phá xem những con giáp nào sẽ được thần tài ưu ái và vận may gõ cửa nhé. Xin chúc mừng bạn nếu bạn thuộc danh sách những con giáp này nhé. Chúc mừng con giáp may mắn đầu tiên, người tuổi Thìn. Kể từ rằm tháng 9 âm lịch, những người tuổi Thìn sẽ bước vào giai đoạn vận khí rực rỡ, hứa hẹn mang đến hàng loạt cơ hội lớn và thành công vang dội. Đây chính là thời điểm mà những nỗ lực bền bỉ trong quá khứ sẽ được đền đáp xứng đáng. Những khát vọng ấp ủ từ lâu có cơ hội trở thành hiện thực, và từng bước đi của tuổi Thìn đều sẽ để lại dấu ấn ấn tượng. Trong thời gian tới, vận may tài chính của tuổi Thìn sẽ đạt đến đỉnh cao, biến họ thành một trong những con giáp giàu có và dư dả nhất. Tiền bạc không chỉ đến từ công việc hiện tại mà còn từ các khoản đầu tư hoặc dự án bên lề, khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Nhờ có các tinh chiếu mệnh, người tuổi Thìn sẽ dễ dàng ký kết được những hợp đồng béo bở, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Với họ, việc kiếm tiền lúc này giống như một cuộc dạo chơi, mọi thứ đều thuận lợi và nhanh chóng. Không chỉ may mắn về tài chính, tuổi Thìn còn được quý nhân phù trợ, xuất hiện đúng lúc để giúp họ vượt qua mọi chướng ngại và đẩy mạnh sự nghiệp lên tầm cao mới. Những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua sẽ nhanh chóng được hóa giải, và những người xung quanh sẵn sàng hỗ trợ, mang lại sự thuận lợi trong từng bước đi. Một trong những yếu tố làm nên thành công lâu dài cho người tuổi Thìn chính là khả năng xây dựng kế hoạch tài chính thông minh. Họ không chỉ tập trung vào việc kiếm tiền mà còn rất thận trọng trong việc chi tiêu và đầu tư, bảo đảm cho tương lai giàu có và bền vững. Chính sự tỉ mỉ này giúp tuổi Thìn không chỉ giàu trong hiện tại mà còn vững vàng trước bất kỳ biến động nào trong tương lai. Sau rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Thìn thực sự bước vào thời kỳ thịnh vượng, nơi vận may tài chính và sự nghiệp cùng thăng hoa. Đây là thời điểm vàng để tuổi Thìn chớp lấy cơ hội, tạo dựng những thành tựu lớn và củng cố tương lai. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc của giai đoạn rực rỡ này, vì nó chính là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn sau rằm tháng 9 âm lịch. 1. Giáp Thìn sinh năm 1964. Sự nghiệp, giai đoạn này mang lại nhiều cơ hội hợp tác bất ngờ, giúp bạn đạt được những thành tựu quan trọng. Các dự án tưởng chừng chững lại sẽ được khơi thông nhờ các đối tác hoặc quý nhân hỗ trợ. Bạn cần chú trọng phát huy khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm lâu năm để tạo ảnh hưởng tích cực. Tài lộc, thu nhập ổn định và có thể tăng thêm từ những khoản đầu tư trước đó. Cơ hội nhận được lợi nhuận ngoài dự kiến sẽ xuất hiện, đặc biệt từ bất động sản hoặc chứng khoán. Tuy nhiên, nên quản lý dòng tiền cẩn thận, hạn chế chi tiêu bốc đồng. Sức khỏe của bạn nhìn chung ổn định, nhưng hãy chú ý đến các vấn đề về xương khớp và huyết áp. Tập thể dục nhẹ nhàng và duy trì chế độ ăn lành mạnh sẽ giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng. 2. Bính Thìn sinh năm 1976. Sự nghiệp, đây là thời điểm để Bính Thìn tỏa sáng trong công việc. Bạn sẽ được giao những trọng trách mới hoặc nắm bắt cơ hội thăng tiến. Những ai đang kinh doanh riêng sẽ có khả năng mở rộng quy mô và đạt lợi nhuận lớn. Hãy mạnh dạn hơn trong các quyết định chiến lược, vì thời cơ đang ủng hộ bạn. Tài lộc, dòng tiền đổ về dồi dào, có thể đến từ cả lương thưởng và những dự án cá nhân. Đừng ngần ngại đầu tư vào các lĩnh vực mới, vì bạn đang có vận may tài chính. Tuy nhiên, nên dành một phần thu nhập cho tiết kiệm hoặc các quỹ dự phòng dài hạn. Sức khỏe tốt, nhưng nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tránh căng thẳng kéo dài. Những buổi tập yoga hoặc thiền định sẽ giúp tinh thần bạn thoải mái và thư giãn hơn. 3. Mậu Thìn sinh năm 1988. Sự nghiệp, bạn sẽ trải qua giai đoạn đột phá trong sự nghiệp sau rằm tháng 9. Những dự án khó nhằn sẽ dần được giải quyết, mang lại sự công nhận từ cấp trên và đồng nghiệp. Nếu đang tìm việc mới, đây là thời điểm lý tưởng để bạn đổi mới con đường sự nghiệp hoặc tìm kiếm môi trường làm việc tốt hơn. Tài lộc, vận may tài chính của Mậu Thìn rất vượng,
đặc biệt với những ai đang đầu tư vào khởi nghiệp hoặc lĩnh vực công nghệ. Bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền nhanh chóng, nhưng cũng cần kiểm soát chi tiêu để không rơi vào tình trạng hao hụt ngoài ý muốn. Sức khỏe, nên chú ý đến giấc ngủ và chế độ ăn uống. Công việc bận rộn có thể khiến bạn căng thẳng, vì vậy hãy dành thời gian chăm sóc bản thân và tập luyện thể thao đều đặn để duy trì thể lực. 4. Canh Thìn sinh năm 2000. Sự nghiệp, sau rằm tháng 9, Canh Thìn sẽ đón nhận nhiều thay đổi tích cực trong công việc hoặc học tập. Bạn có thể được giao nhiệm vụ mới hoặc tham gia vào các dự án mang tính đột phá, giúp bạn tích lũy thêm nhiều kỹ năng quan trọng. Đừng bỏ lỡ cơ hội học hỏi từ những người đi trước. Tài lộc, dù còn trẻ, nhưng Canh Thìn đã có những cơ hội kiếm tiền đầu tiên. Công việc bán thời gian, dự án hợp tác hoặc các khoản thưởng bất ngờ sẽ mang lại nguồn thu khá tốt. Tuy nhiên, hãy học cách quản lý tài chính thông minh để chuẩn bị cho tương lai dài hạn. Sức khỏe tốt nhưng dễ mắc phải các vấn đề nhỏ liên quan đến cảm cúm hoặc mất cân bằng tâm lý. Tham gia vào các hoạt động thể thao hoặc hoạt động ngoài trời sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng và duy trì sự lạc quan. Trong giai đoạn sau rằm tháng 9 âm lịch, mỗi tuổi Thìn đều có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp và tài chính. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, họ đều có thể tận dụng vận may và sự thông minh để tạo dựng thành công cho bản thân. Hãy chú trọng đến sức khỏe, quản lý tài chính hợp lý và không ngừng phát triển bản thân để biến những cơ hội thành thành tựu thực sự. Chúc mừng con giáp may mắn tiếp theo, người tuổi Tý. Sau rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Tý bước vào giai đoạn thăng hoa cả trong sự nghiệp lẫn tài lộc. Với trí tuệ sắc bén và sự nhanh nhạy vượt trội, họ không chỉ tỏa sáng trong công việc mà còn mở ra những cơ hội tài chính vô cùng lớn. Giai đoạn này hứa hẹn sẽ là thời kỳ vàng song giúp tuổi Tý đạt được những thành tựu đáng tự hào, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong công việc, vận may và quý nhân sẽ đồng hành cùng tuổi Tý, giúp họ dễ dàng vượt qua mọi trở ngại. Những ai làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ hay quản lý sẽ nhận được nhiều dự án quan trọng và sự tín nhiệm từ đồng nghiệp lẫn cấp trên. Họ không chỉ xuất sắc hoàn thành công việc mà còn được khen thưởng hoặc đề bạt lên vị trí cao hơn. Nhờ sự khéo léo trong giao tiếp và cách đối nhân xử thế thông minh, tuổi Tý biết cách tạo dựng mối quan hệ xã hội vững chắc. Điều này giúp họ dễ dàng nhận được sự giúp đỡ đúng lúc và mở ra những cơ hội thăng tiến hiếm có. Hãy tận dụng thời cơ này để phát huy năng lực của mình, vì các dự án và kế hoạch mới trong thời gian này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành tựu đáng nể. Về mặt tài chính, tuổi Tý sẽ trở thành một trong những con giáp ê vận đỏ như sau. Những nguồn thu nhập không chỉ đến từ công việc chính mà còn xuất hiện từ các cơ hội kinh doanh, đầu tư bất ngờ. Các hợp đồng làm ăn lớn được ký kết thuận lợi, mang lại dòng tiền dồi dào giúp họ củng cố tài chính cá nhân. Thời gian tới, vận may tài lộc sẽ theo chân tuổi Tý đến tận cuối năm. Nhờ biết nắm bắt thời cơ và đầu tư khôn ngoan, người tuổi Tý không chỉ ổn định tài chính mà còn mở rộng khả năng kiếm tiền. Những khoản thu lớn đến liên tiếp khiến chất lượng cuộc sống của họ tăng lên đáng kể. Xe mới, nhà mới hay những chuyến du lịch xa hoa đang chờ đợi họ ở phía trước, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị. Với những thành công về sự nghiệp và tài chính, cuộc sống của người tuổi Tý sẽ trở nên sung túc và thoải mái hơn bao giờ hết. Những căng thẳng lo toan dường như tan biến, nhường chỗ cho những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để họ tận hưởng những thành quả đã gặt hái được trong suốt thời gian qua. Không chỉ tài chính khởi sắc, tinh thần của tuổi Tý cũng được nâng cao, khiến họ luôn tràn đầy năng lượng và sự lạc quan. Những chuyến du lịch, trải nghiệm mới hoặc các buổi tụ họp thân mật sẽ là liều thuốc tinh thần tuyệt vời, giúp họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Giai đoạn sau rằm tháng 9 âm lịch này là thời điểm đầy hứa hẹn cho tuổi Tý, nhưng để thành công bền vững, họ cần phải duy trì sự tập trung và tiếp tục phát huy sự khôn ngoan trong quản lý tài chính. Đừng quên rằng cơ hội chỉ đến với những người sẵn sàng, và việc duy trì đà tiến bộ này sẽ giúp tuổi Tý đạt được phú quý vẹn toàn trong những tháng cuối năm. Hãy tự tin bước về phía trước, vì vận may đang đứng về phía bạn. Những thành công rực rỡ đang chờ đón, và tuổi Tý sẽ trở thành biểu tượng của sự phát đạt và thịnh vượng, khiến mọi người xung quanh phải nể phục và ngưỡng mộ. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Tý sau rằm tháng 9 âm lịch. 1. Nhâm Tý, 1972. Sự nghiệp người Nhâm Tý sẽ gặp nhiều quý nhân hỗ trợ, giúp công việc trôi chảy và thuận lợi. Với kinh nghiệm và sự thông minh, họ biết cách xử lý tình huống khó khăn và giữ vững vị thế tại nơi làm việc. Những dự án hoặc hợp đồng đã trì hoãn sẽ có dấu hiệu khởi sắc,
mang lại kết quả ngoài mong đợi. Tài lộc thời điểm này, Nhâm Tý sẽ gặp nhiều vận may về tài chính. Đặc biệt, những nguồn thu từ đầu tư lâu dài hoặc bất động sản sẽ mang lại lợi nhuận bền vững. Tuy nhiên, họ nên duy trì sự cẩn trọng khi quản lý tài sản và tránh xa những khoản đầu tư mạo hiểm. Sức khỏe Nhâm Tý cần chú ý giữ thói quen tập thể dục đều đặn và cân bằng dinh dưỡng để tránh căng thẳng hoặc bệnh vặt. Hãy dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi, đặc biệt là cùng gia đình để tinh thần luôn thoải mái. 2. Giáp Tý 1984. Sự nghiệp người Giáp Tý sẽ có cơ hội đột phá trong công việc, đặc biệt là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ hoặc công nghệ. Sự nhanh nhạy và khả năng lãnh đạo sẽ giúp họ tạo dựng niềm tin từ đồng nghiệp và cấp trên. Đây là lúc họ có thể đảm nhận những dự án mới và chứng tỏ khả năng vượt trội của mình. Tài lộc vận may tài chính của Giáp Tý sẽ thăng hoa rực rỡ sau rằm tháng 9. Thu nhập tăng trưởng không chỉ từ công việc chính mà còn từ các nguồn đầu tư hoặc dự án phụ. Hãy tận dụng thời cơ này để tiết kiệm hoặc tái đầu tư, giúp gia tăng tài sản cá nhân. Sức khỏe về mặt sức khỏe, Giáp Tý cần chú ý ngủ đủ giấc và tránh căng thẳng quá mức. Thiền định hoặc các hoạt động thể thao nhẹ nhàng sẽ giúp họ giải tỏa áp lực và duy trì sự cân bằng tinh thần. 3. Bính Tý 1996. Sự nghiệp với những người trẻ tuổi như Bính Tý, đây là thời điểm tuyệt vời để khởi đầu hoặc chuyển đổi công việc. Họ sẽ gặp nhiều cơ hội thăng tiến nếu biết nắm bắt thời cơ và thể hiện năng lực của bản thân. Những ý tưởng sáng tạo sẽ được đánh giá cao và mang lại bước tiến lớn trong sự nghiệp. Tài lộc Bính Tý sẽ được hưởng vận đỏ tài chính, với những nguồn thu đến từ các dự án hợp tác hoặc công việc ngoài giờ. Những khoản thưởng hoặc lợi nhuận đột xuất sẽ giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, họ cần học cách quản lý chi tiêu hợp lý, tránh tiêu xài hoang phí. Sức khỏe về mặt sức khỏe, người Bính Tý cần chú ý tăng cường thể lực bằng việc tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc rèn luyện thể thao. Điều này không chỉ giúp họ khỏe mạnh mà còn nâng cao tinh thần, tạo động lực cho các hoạt động hàng ngày. Sau rằm tháng 9 âm lịch, cả Nhâm Tý, Giáp Tý và Bính Tý đều sẽ đón nhận nhiều vận may và cơ hội. Tuy nhiên, họ cần luôn giữ sự tỉnh táo và kiên trì theo đuổi mục tiêu để đạt được thành công bền vững. Đây là thời điểm tuyệt vời để xây dựng tài chính, củng cố sự nghiệp và chăm sóc sức khỏe, đảm bảo cho một tương lai phát triển vững chắc. Hãy tận dụng mọi vận may trong thời gian này để tạo dựng cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc, vì những gì bạn gieo hôm nay sẽ là thành quả ngọt ngào cho tương lai. Chúc mừng con giáp may mắn cuối cùng, người tuổi Ngọ. Tử vi cho thấy rằng tuổi Ngọ sẽ bước vào một giai đoạn vượng phát và bùng nổ sau rằm tháng 9 âm lịch. Đây là thời điểm cơ hội và vận may dồn dập tìm đến, giúp những người cầm tinh con ngựa đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp và cuộc sống. Nhờ vào sự quyết đoán, nhạy bén cùng khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy, người tuổi Ngọ sẽ biến mọi thử thách thành cơ hội để tiến lên, tạo ra bước ngoặt lớn cho sự nghiệp và tài chính của mình. Sau rằm tháng 9, tuổi Ngọ không chỉ phát huy được bản lĩnh lãnh đạo và khả năng thích ứng nhanh, mà còn dễ dàng nắm bắt những cơ hội quý giá. Trong công việc, họ sẽ được giao những dự án hoặc nhiệm vụ quan trọng, và nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ, thành quả sẽ đến một cách xứng đáng. Những hợp đồng béo bở, các cơ hội hợp tác kinh doanh mới sẽ đến liên tiếp. Đối với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc đầu tư, đây là lúc mọi kế hoạch đều thuận lợi và mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Không chỉ nhận được sự tin tưởng từ cấp trên và đồng nghiệp, uy tín cá nhân của tuổi Ngọ cũng được củng cố, mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp. Đây là thời điểm họ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những khó khăn từng cản đường trước đây giờ đây đều được giải quyết êm đẹp, tạo điều kiện cho tuổi Ngọ bước lên một tầm cao mới trong sự nghiệp. Công sức bỏ ra sẽ được đáp lại bằng sự tín nhiệm và các phần thưởng hậu hĩnh. Về mặt tài lộc, tuổi Ngọ sẽ rủng rỉnh tiền bạc và nhận được nhiều cơ hội gia tăng thu nhập. Những nguồn thu đến từ công việc chính và các dự án bên ngoài sẽ khiến ví tiền của họ luôn đầy ắp. Đặc biệt, trong thời gian này, quý nhân phù trợ sẽ xuất hiện đúng lúc, giúp họ vượt qua khó khăn và mở rộng con đường tài chính. Những dự án kinh doanh hoặc khoản đầu tư tưởng chừng như trì trệ sẽ bắt đầu sinh lời, mang lại nguồn thu lớn. Người tuổi Ngọ không chỉ thành công trong việc kiếm tiền, mà còn biết quản lý tài chính thông minh, giúp họ tích lũy được tài sản vững chắc cho tương lai. Càng về cuối tháng, nguồn tiền đổ về càng dồi dào. Đây chính là giai đoạn thịnh vượng nhất của năm đối với tuổi Ngọ, khi mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Những khoản thu bất ngờ hay tiền thưởng lớn sẽ giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống và chuẩn bị tốt cho những kế hoạch lớn hơn trong thời gian tới.
giai đoạn sau rằm tháng 9 không chỉ mang đến sự giàu có tạm thời, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tuổi ngọ trong tương lai. Họ sẽ tích lũy được không chỉ tài sản vật chất, mà còn cả kinh nghiệm quý giá để mở rộng quy mô sự nghiệp trong các năm tới. Với tinh thần không ngại khó, không sợ thử thách, tuổi ngọ đang bước trên con đường thành công rực rỡ. Những gì họ đạt được không chỉ là thành quả của sự cố gắng hiện tại, mà còn là bước đệm quan trọng để họ phát triển vượt bậc trong tương lai. Sau rằm tháng 9, tuổi ngọ sẽ đón nhận vận may tài chính và thành công sự nghiệp cùng lúc. Mọi nỗ lực trong thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng, và họ sẽ không chỉ thành công mà còn giàu có và hạnh phúc. Đây là giai đoạn thăng hoa cả về sự nghiệp lẫn tài lộc, giúp người tuổi ngọ tự tin tiến bước trên con đường mình đã chọn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cơ hội mới và đừng ngại ngần nắm bắt thời cơ. Bởi thời kỳ rực rỡ nhất của tuổi ngọ đã đến, hứa hẹn một tương lai đầy phú quý và vinh quang. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ sau rằm tháng 9 âm lịch. 1. Bính ngọ, sinh năm 1966. Sự nghiệp. Bính ngọ bước vào thời kỳ ổn định và thuận lợi trong công việc. Đây là lúc các dự án trước đây bắt đầu mang lại kết quả khả quan, giúp củng cố vị thế của họ. Những người tuổi này có khả năng quản lý khéo léo và kinh nghiệm dày dặn, vì vậy rất dễ dàng trong việc xử lý các vấn đề phát sinh. Quý nhân sẽ xuất hiện trong thời điểm quan trọng, hỗ trợ họ trong việc mở rộng các mối quan hệ hợp tác. Tài lộc. Sau rằm tháng 9, nguồn tài chính của bính ngọ khởi sắc rõ rệt. Những khoản thu từ các khoản đầu tư dài hạn hoặc bất động sản sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Nếu biết cách tận dụng cơ hội, họ có thể gặt hái được những thành tựu đáng kể về tài chính trong giai đoạn này. Đây là thời điểm thích hợp để tích lũy tài sản và mở rộng kế hoạch đầu tư. Sức khỏe. Về sức khỏe, bính ngọ cần chú ý giữ gìn thể lực. Tuy công việc bận rộn, nhưng họ nên dành thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân. Thể dục nhẹ nhàng và chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp nâng cao sức đề kháng, tránh tình trạng căng thẳng kéo dài. 2. Mậu ngọ, sinh năm 1978. Sự nghiệp. Mậu ngọ sau rằm tháng 9 sẽ có nhiều bước tiến vượt bậc trong công việc. Họ sẽ được giao phó những trọng trách mới, giúp khẳng định năng lực và mở ra cơ hội thăng tiến. Những dự án hợp tác sẽ diễn ra suôn sẻ, mang lại sự tín nhiệm từ đồng nghiệp và cấp trên. Đây là thời điểm phù hợp để đưa ra các quyết định chiến lược trong công việc. Tài lộc. Vận may tài lộc đến với Mậu ngọ khá bất ngờ. Những khoản lợi nhuận từ kinh doanh hoặc các nguồn thu phụ sẽ mang lại cho họ nguồn tiền dồi dào. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bắt tay vào các dự án đầu tư mới. Tuy nhiên, họ cần lên kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh lãng phí và đảm bảo tài sản tích lũy bền vững. Sức khỏe. Mậu ngọ nên chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Quá bận rộn có thể dẫn đến tình trạng kiệt sức hoặc căng thẳng thần kinh. Việc duy trì thói quen tập thể dục và ngủ đủ giấc sẽ giúp họ có đủ năng lượng để đối mặt với các thử thách trong công việc. 3. Canh ngọ, sinh năm 1990. Sự nghiệp. Canh ngọ sau rằm tháng 9 sẽ có cơ hội bứt phá ngoạn mục trong sự nghiệp. Những ý tưởng sáng tạo và sự năng động sẽ giúp họ thu hút được sự chú ý từ cấp trên và mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Đây là thời điểm thuận lợi để họ bắt đầu dự án mới hoặc tìm kiếm các mối quan hệ hợp tác quan trọng. Với sự hỗ trợ từ quý nhân, canh ngọ sẽ đạt được những thành tựu bất ngờ. Tài lộc. Về mặt tài chính, nguồn thu của canh ngọ sẽ tăng đáng kể nhờ vào các dự án hoặc công việc tay trái. Những khoản thưởng hoặc lợi nhuận đến bất ngờ sẽ khiến họ rủng rỉnh tiền bạc. Tuy nhiên, họ nên cẩn trọng trong việc chi tiêu và đầu tư, tránh nóng vội và rơi vào tình huống rủi ro. Sức khỏe. Canh ngọ cần chú ý đến tinh thần và cảm xúc trong giai đoạn này. Công việc căng thẳng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý. Họ nên dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, tham gia vào các hoạt động ngoài trời hoặc tìm đến các bộ môn như yoga để giải tỏa căng thẳng. Cả ba tuổi ngọ, bính ngọ, mậu ngọ và canh ngọ đều sẽ có những bước tiến lớn trong sự nghiệp và tài chính sau rằm tháng 9 âm lịch. Với sự hỗ trợ từ quý nhân và sự nhạy bén của bản thân, họ sẽ gặt hái được những thành công đáng kể. Tuy nhiên, không nên bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe để có đủ năng lượng chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Cảm ơn bạn đã theo dõi nội dung video. Hãy like, share và nhớ đăng ký kênh miễn phí để được cập nhật những nội dung tiếp theo nhé.